cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628. Số thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc cho mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cơ xích hạng tầm trung nồng đứng. Cái em này đến từ thương hiệu Eptin nha. Mã số là 018C nha mọi người. Đời này thì đường kính bít tông là 38 ly nha mọi người, dành cho anh em sử dụng cắt gia đình làm nhà vườn nhá. Cái em này được sản xuất năm 1999 nha mọi người. Đó. Nó nói về tình trạng máy còn rất là mới, Nhật quên xài nha mọi người. Đó. Và đẹp 90%. Giờ sẽ quay chi tiết cho anh em xem về máy này ha. Đấy, anh em sử dụng gia đình và xài em này thì khỏi hết sải luôn. Đó, hàng FP là anh em biết rồi, hàng tua rất là lẹ, sử dụng gia đình vừa tầm, cái trọng lượng cũng vừa đủ ha. Rồi, lam cái em này thì sử dụng lam tổng độ dài là 40cm, mặt cắt còn 35cm nha mọi người. Lam xích là như mới nha, các đầu rãnh lam chưa bị dập đầu, chưa bị tè đầu lam và đẹp như mới luôn nha mọi người. Anh em thấy không? Đấy, các nước sơn và tem hãng hiệu vẫn còn nguyên trên cây lam nhé. Xích được sử dụng xích chung 91 nha. Đây. Đó. Xích ri nhá. Bao ri nguyên bản nha mọi người. Đấy, đẹp như mới luôn. Đây, bên phía mặt ốp lam này. Đấy, ốp lam của em này được vặn trực tiếp bằng tay nha. Đó, rất là thuận tiện và tăng xích cũng trực tiếp bằng tay mình luôn. Đây. Đó. Thì trường hợp mà anh em bị lỏng xích như thế này. Trường hợp anh em bị lỏng xích như thế này thì mình sẽ vặn theo cái này và theo kim đồng hồ ha. Đó là sẽ tăng xích lên nha mọi người. Rất là thuận tiện anh em sử dụng leo nhong nhánh tỉa cành. Đó, hoặc là dưới anh em sử dụng gia đình là khỏi suy nghĩ luôn nha mọi người. Thiết kế cho mình thêm một cái van xả hơi này. Đây anh em có thể thấy đẹp như mới luôn. Đấy. Tất cả các chỗ này anh em có thấy không? Như mới nha. Cái này là vin nguyên bộ hết nha, chứ không phải lô đâu nha anh em. Cái gì inox của nó này. Mới kéo xe beng luôn. Bên phía mặt má đây. Đó. Cái hàng ST này anh em biết rồi, dường như ở đâu đều có ký hiệu riêng của nó, từ những con ốc hay từ các màng của nó đều có ký hiệu ha. Đây, màng bô anh em nhé. Còn rất là tím này, các con ốc này tới sáng long lanh luôn. Mã số seri của máy đây. 243412114. Đó. Mã số seri này nó sẽ trùng khớp với cái mã này. Mã này là cái khi mà bên người bên Nhật người ta mua nó sẽ dán cái tem này cho anh em ha. Đấy, mà cái tem này mà anh em biết đấy, tem bằng giấy mà nó vẫn còn y nguyên như thế này. Chưa có bị rách rủng là biết là nó đẹp mới cỡ nào ha. Đây, cái tem này nó sẽ trùng khớp mã số seri với trên này nha mọi người. Đó anh em phải thấy ha. Rất là mới, rất là sáng nhá. Đây. Bên phía chụp giật thì bên cạnh hộp giật được thiết kế cho mình hai bình nắp chứa nguyên liệu. Nắp đằng sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt. Nắp đằng trước này là bình chứa nguyên liệu nhớt thải để bôi trơn lam xích mọi người. Đấy, em sẽ mở bộ phận lọc gió bên trong cho anh em xem nha. Đây. Ui giời. Với keng xe beng luôn. Đấy, anh em thấy ha. Các đường nằm này để lâu mà bây giờ nó vẫn còn này, dạng như kiểu mốc mốc này. Đấy, lau cái là sạch luôn này, anh em thấy chưa? Đó, còn rất là mới. Bôi gì nó đây. Đấy, mô bin lửa này. Anh em thấy không? Rất là sáng nha mọi người. Màng lọc được thiết kế màng lọc giấy nha. Đó. Đấy, màng lọc vô rồi, ốp kín tuyệt đối. Đấy. Rất là mới. Lâu lâu mới được một em như này nha mọi người. Đó, thì anh em nào mà có nhu cầu sử dụng em máy cơ xích Eptin 018C này thì liên hệ trực tiếp qua đầu số thoại 0988628901 để đặt hàng ha. Giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhé. Anh em nào muốn xem chi tiết hình ảnh video mình nhắn tin qua Zalo nhé. Ganti nổ rất là êm ấm nha mọi người. Máy nghe rất là đạt ha. Đó. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng cái máy cơ xích Eptin 018C này thì liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại 0988628901 để đặt hàng nha mọi người. Em này phải nói là đẹp xuất sắc luôn nha. Đó.
bên chiếu bên Nhật nó vẫn còn nguyên này. Đó, anh em thấy không? Đấy. Anh em nào ưng em này liên hệ với em. Anh em xem video nhớ bấm like video, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ cửa hàng bên em nha mọi người.